Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2024, huyện Krông Búc đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, việc trồng cây vừa có tính kinh tế, an ninh, quốc phòng, vừa mang tầm chiến lược lâu dài và bảo vệ môi trường. Phá rừng thì dễ, nhưng gây dựng lại rừng phải mất hàng chục năm. Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động ngày Tết trồng cây, đến nay phong trào này ngày càng được chú trọng, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, trồng cây trở thành một trong những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị, khi tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề của toàn cầu. Tại huyện Krông Búc, những năm qua, phong trào trồng cây luôn được cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực. Nhân cái dịp sinh nhật Bác, chúng tôi phát động cái lễ trồng cây. Và đây là tạo cái tiền đề để lan tỏa trong tất cả quần chúng nhân dân, xác định được cái ý nghĩa của cây xanh đối với cuộc sống chúng ta. Và trong năm 2024, huyện sẽ tập trung chỉ đạo cái công tác trồng cây và xác định lại cái đánh giá là cái hiệu quả của việc trồng cây trong cái thời gian đấy. Và chúng tôi tập trung vô trong cái quy hoạch diện tích trồng rừng phù hợp với cái sự phát triển của thổ nhưỡng cây, và chúng tôi sẽ trồng trong năm 2024. Trong đợt phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Krông Búc triển khai trồng khoảng 8.000 cây xanh ngay từ đầu mùa mưa. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ, công chức viên chức làm nòng cốt cùng với học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia. Hoạt động Tết trồng cây thì có một sức lan tỏa ý nghĩa to lớn, sâu sắc đối với toàn thể xã hội, cho mọi người ý thức được cái tầm quan trọng của việc trồng cây, gây rừng, nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, mỗi người đều trồng cây và góp phần vào nhiệm vụ chung để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo môi trường, ổn định cuộc sống cho xã hội. Việc tham gia buổi lễ ngày hôm nay đối với một đoàn viên rất có ý nghĩa quan trọng. Nó giúp cho môi trường của chúng ta xanh sạch đẹp. Em hy vọng là mỗi đoàn viên của chúng ta sẽ tích cực trồng cây nhiều hơn. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búc sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về việc trồng cây, trồng rừng, vận động mỗi gia đình trồng ít nhất một cây xanh, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trồng cây xanh dọc theo bờ tường, xung quanh công viên, đồng thời tiếp tục trồng mới cây xanh tại các tuyến đường và thay thế các cây đã bị chết, cây không phát triển được, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trồng cây xanh, trồng rừng gắn với phát triển nông nghiệp, phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, gắn việc trồng với việc chăm sóc cây và bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.